Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì là cửa hàng em lên cho các bác, trong đó có những dòng sản phẩm như là dòng Juji đĩa bay, Juji Mammut và Juji tách đường. Thì bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Cũng như là em còn dòng sản phẩm như là Bala cốc, Bala áp suất điện tử 1.8L, rồi dòng tô chuông cũng như dòng Tiger. Thực sự là đến bây giờ là cũng là tháng cận cuối năm nên hàng của em thì cũng không còn nhiều mà cũng chỉ về được lác đác một vài chiếc thôi. Là bác nào mà thực sự quan tâm thì là nhấc máy liên hệ với em. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc và báo giá cụ thể luôn để cho các bác xem và lựa chọn cho mình nhé. Bác nào thích Tiger 1.8L cũng như Bala 1.8L thì alo cho em và 1 lít. Bây giờ thì em cho các bác xem, em có một cặp đôi Juji Mammut voi con. Đây là voi con này, đây là voi to này. Đấy, chiếc này là có hình thức là màu đen. Đấy, màn hình nét và có viền inox chạy lùng quanh. Nói chung là dòng Juji Mammut thì nói về thương hiệu thì các bác cũng biết rồi, dòng son hai ngấn. Và những dòng sản phẩm này là son đều lặng từ 1 ký ship 1 ký 6 các bác nhé. Lấu cơm mà giữ độ giữ nóng của nó là cực lâu luôn. Và những dòng này là có hệ tự giảm đường. Để giảm đường thì cho các bác và những cái bác mà có thể là bị béo phì này, mỡ máu này, đấy, huyết áp cao này, rồi tiểu đường này. Đấy, nói chung là riêng người Nhật người ta đã thiết kế ra là người ta đã tính toán hết rồi, nên là một bác nào muốn sử dụng cái dòng phẩm này thì alo cho em. Chiếc này thì là bây giờ em cho các bác xem luôn để các bác nói chung là về tất cả mọi hình thức cũng như là phần gio và lắp hơi là còn rất đẹp. Có những bác thì là cũng đang muốn cố lên một chút vì là cũng bác đang muốn mua những chiếc chỉ tầm khoảng độ 3 triệu, nhưng mà thôi các bác muốn sở hữu cho mình những cái dòng phẩm cao cấp một chút thì các bác cố một chút nhé, để sở hữu cho mình những cái chiếc mà mình ưng ý nhất khi còn về mình còn sử dụng lâu dài chứ không tính như chuyện là trước mắt được. Đây, chiếc này là son lặng gần 1 ký 6, lòng son là còn rất đẹp. Đây các bác nhìn đây, son hai ngấn này, hai ngấn của dòng Juji. Nói chung là son của nó là đẳng cấp nên là nó khác, chất lượng của nó, độ giữ ấm cũng khác luôn. Chiếc này thì là tất cả các chức năng thì là các bác nào muốn mua về thì em bao điện, bao xì hơi cho các bác nhé, các bác nhé. Bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng, lỗi lầm gì là alo cho em. Đấy là em nói luôn, và hàng em đi có cọc là tối thiểu 500 nghìn. Bác nào mà quan tâm đến dòng phẩm này thì cứ alo cho em để lấy giá cụ thể nhé. Đây các bác, đây là một chiếc Juji voi con. Voi con các bác nhé. Chiếc này là 0.6. 0.6 thì những dòng sản phẩm này là sử dụng được từ 2 cho đến 3 người. Và dùng cho các bác đơn thân hoặc là hai gia đình có từ 1 đến 2 người đó nhé. Sở hữu cho mình những dòng sản phẩm này. Chiếc này rất là nhỏ nhưng mà rất là lặng đấy các bác nhé, không phải là nhẹ đâu, vì là cái dòng cũng là son hai ngấn, dây điện còn đẹp, tất cả các chức năng là ok hết nha các bác nhé. Đấy, ok hết. Chiếc này là có gọi là Juji voi con Mammut mà nó có viền lốc chạy lùng quanh này các bác nhé. Đấy, viền lốc chạy lùng quanh, tất cả các chức năng là em bao cho các bác. Chiếc này là cũng là phù hợp với các bác mà lớn tuổi là hay bị tiểu đường, huyết áp này, béo phì này, mỡ máu này. Nói chung là sử dụng cái dòng phẩm này là rất là ok, thì chiếc này là cũng là hệ giảm đường nên là rất là ok luôn. Về hình thức của nó thì miễn chê luôn các bác nhìn, mới đấy, từ bên trong ra ngoài nhá, lắp hơi mới kẹt kẹt luôn, lắp hơi mới tinh luôn.
Gioăng giếc của nó cũng còn zin nguyên bản mà đẹp luôn nhé. Nên là những dòng sản phẩm này nói thật các bác là để mà sưu tầm, hoặc là các bác muốn sở hữu cho mình dòng lửa lít này thì không gọi 0.6 mà nó còn đẹp như này thì là gần như là hiếm luôn. Còn các bác muốn mua hàng nguyên thùng xốp thì nó lại khác, còn cái hàng mà đã gọi là qua sử dụng mà nó còn đẹp được, còn độ đẹp độ mới, thân vỏ không bị bể vỡ, móp méo là rất là đã là ok lắm rồi. Xoong của nó quá đẹp luôn nha các bác nhé. Xoong là xoong hai ngấn này, các bác nhìn dòng Ometan này là quá đẹp luôn chứ không phải là bình thường nữa. Lòng mà sáng choang luôn, các bác nhìn nhé. Những chiếc như này thì là bác nào mà thực sự quan tâm thì là cứ alo cho em để lấy được cái giá mà gọi là đẹp nhất nhé. Vì là thực ra là những dòng phẩm này thì nó cũng là hàng độc mà nó gần như là rất ít trên thị trường. Đấy, nên là bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Đây là một chiếc Juji đĩa bay. Đây các bác nhìn Juji đĩa bay này. Chiếc này là về mọi hình thức cũng còn rất là đẹp, sáng bóng đẹp nhé. Hàng là hàng của em là 100% là hàng đấu giá, nên là các bác muốn sở hữu cho mình thì các bác lại phải liên hệ với em, vì là hàng đấu giá nên là giá của nó khác so với những hàng bãi bình thường nhé. Lý do cũng như là độ đẹp độ mới của nó luôn này. Gioăng giếc các bác nhìn nhé, mới tinh hết nhé. Lắp hơi mới này. Nay em quay chỉ sơ qua và lướt qua thôi các bác để các bác xem mà để cho mình thấy được cái độ đẹp độ mới của nó nhé. Xoong rất là ok luôn, xoong ok luôn. Cũng dòng Palatulum nên là rất là ok rồi. Xoong đẹp long lanh luôn, trong ngoài lòng mề đẹp, bao các bác toàn bộ cũng như là tất cả các chức năng và bảo hành của các bác trong vòng 3 tháng nha các bác nhé. Nên các bác cứ về cứ sử dụng ok đi, ngoài 3 tháng ra nếu lỗi lầm gì cứ gửi về cửa hàng em sẽ xử lý giúp các bác, và các bác chỉ chịu mỗi cái phí vận chuyển thôi, và không may nó lỗi về đồ thì các bác ủng hộ cửa hàng nhé, để cho các bác yên tâm khi các bác có sử dụng 1 năm bữa lửa tháng hoặc 1 năm 2-3 năm có lỗi lầm gì cứ alo cho em sẽ giúp các bác. Đó là quan điểm bán hàng của em. Thực ra là em có một cặp đôi nên là hai chiếc này đều giống nhau. Bác nào mà thực sự muốn quan tâm thì alo cho em này. Đấy, hai chiếc này là giống nhau nhé, và giá tiền cũng như nhau luôn, nên là bác nào thích chiếc nào thì cứ alo cho em. Đều như nhau, màu sắc như nhau và hình thức cũng như chất lượng giống nhau, giá tiền thì cũng như nhau, nên là bác nào mà muốn quan tâm thì alo cho em. Mà bác nào muốn sở hữu cả đôi thì cũng alo cho em luôn, để cho nó đỡ về lệch, mua về cho bạn bè hoặc gia đình anh em hay là ai sử dụng cũng là ok. Nói chung là dòng Juji đĩa bay này nấu vào công nghệ trí tuệ rồi, nên là các bác cứ thoải mái sử dụng. Gioăng giếc là đều mới như nhau cả, hai chiếc này như nhau và sử dụng cũng như nhau, xoong cũng như nhau. Để các bác nhìn cũng Palatulum, hai chiếc này đều như nhau hết nhé các bác nhé, lòng mề đẹp. Bác nào muốn sở hữu cho mình một cặp đôi này cũng như là một chiếc thì nhấc máy liên hệ với em nhé, để lấy được cái giá mà mình yêu thích nhất. Hàng của em là hàng đấu giá nên là chỉ cần nói như thế là các bác biết rồi.
Và bây giờ em sẽ sang cho các bác, nó là một chiếc Zuzi tách đường. Chiếc này là Zuzi tách đường nhé, màn hình lớn này. Chiếc này là gần như là hàng lướt thôi, nên là mới lắm, nên là mới tinh thôi. Chiếc này 2018, đẹp, long lanh luôn. Đẹp long lanh luôn nhé các bác nhé. Hình thức bề ngoài cũng thế thôi, gần như là hàng quá đẹp rồi. Nó là hàng lướt nên nó đẹp, mới tinh luôn, từ trong ra ngoài. Các bác nhìn. Lập hơi mới tinh luôn. Hàng gần như là chưa sử dụng luôn nhé, các bác nhé. Như gần như chưa sử dụng luôn. Các bác nhìn. Mới tinh hết nha các bác nhé. Xoang xiếc rồi, đẹp long lanh luôn. Cũng là hàng Palatulum và son của nó đẹp long lanh luôn. Chiếc này 2018 nên là đời rất cao, hàng đấu giá nên là bác nào một thực sự quan tâm thì alo cho em. Alo cho em theo số điện thoại 0975067846 nhé. Zalo của em là số điện thoại. Bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào, hàng em là có cọc các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm thì là trước khi đi là hàng bất cả dòng phẩm nào là đều có cọc, và trị giá là 500.000. Đấy. Hàng em có thể là ship cho các bác là toàn quốc, còn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết là em bao ship nhé, ngoại trừ là thợ các bác nhé. Hẹn các bác ở video clip sau.